mà các bạn vừa mới nghe từ đầu clip này sẽ là một giai điệu mà nằm trong bài hát mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học trong clip này. Đó là một bài hát có tên là Kaze ni naru. Nghĩa là gì nhở? Nghĩa là trở thành một cơn gió. Và các bạn biết không, hồi mà mình còn là sinh viên hay là kể cả bây giờ trong cuộc sống hàng ngày thì mỗi lần mà mình cảm thấy buồn, chán nản hay mệt mỏi hoặc là cần thêm những động lực trong cuộc sống thì mình vẫn thường hay nghe bài hát này. Với cái giai điệu vui tươi của nó thì hy vọng rằng thông qua clip ngày hôm nay thì một phần nào đó chúng mình sẽ có thể truyền cho các bạn được thêm một chút những cái năng lượng, những cái cảm xúc tích cực để có thể vượt qua những khó khăn hay là những cái mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày nhá. Và giống như mọi lần thì mở đầu phần clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lý giải về ý nghĩa của bài hát. Tại sao mình luôn luôn tập trung vào lý giải ý nghĩa của bài hát? Bởi vì là theo mình thấy thì thông qua việc các bạn lý giải được ý nghĩa của bài hát thì các bạn sẽ dễ dàng học thuộc được bài hát này hơn và có thể hát theo nó sau này. Bởi vì khi mà mình hát mình có thể vừa hình dung về nghĩa và những cái ngôn từ của nó cực kỳ đơn giản thôi, không quá khó, nên là mình có thể rất là dễ dàng hát được nếu như mà chúng ta đã hiểu được bài hát này rồi, phải không nào? Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về phần lời đầu tiên nhá. Bài hát ngày hôm nay rất là hay. Rồi, đây là một bài hát nói về tình yêu của một đôi gọi là đôi yêu nhau, đúng nào? Hay bạn trẻ yêu nhau đấy. Thì có rất là nhiều những cách lý giải, cách hiểu về bài hát này. Nhưng mà người ta thường gọi là theo một cái cách lý giải, đó là đây là nói về câu chuyện lời của hai người yêu nhau hàng ngày. Vì họ yêu nhau lâu rồi, thế nên là đôi khi những cái gọi là những cái tình cảm, những cái cử chỉ hàng ngày đó nó trở nên thân thuộc quá độ, nên là nhiều lúc người ta quên đi cái gì nhỉ, cái tình yêu ban đầu, những cái cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu đấy. Thế thì cụ thể nó như thế nào, trong lời bài hát nó biểu hiện ra sao, chúng ta cùng nhau nhìn nhá. Đầu tiên với câu đầu tiên này, wasurete ita me o tojite torimodose koi no uta. Rồi, có một điều mà hôm nay mình sẽ bật mí với các bạn, đó là trong các bài hát tiếng Nhật đó, thường thì những cái thứ tự câu hay là thứ tự cụm từ ấy, nó sẽ hay bị đổi vị trí cho nhau. Thế nên là nếu như mà nhìn nguyên như này thì chúng ta sẽ rất là khó hiểu nghĩa, các bạn nhìn nhá. Ví dụ như là meo tojite là gì nhỉ? Chúng ta nhắm đôi mắt. Nhắm đôi mắt gì? Wasurete ita là nhắm đôi mắt bỏ quên á. Xong rồi torimodose là quay trở lại. Quay trở lại cái gì? Quay trở lại koi no uta là bài hát ca khúc tình yêu. Thế thì nó chẳng ra một cái kiểu nghĩa gì, đúng không nào? Nhưng mà các bạn sẽ nhìn mình dịch nhá. Meo tojite là gì nhỉ? Chúng ta nhắm đôi mắt lại. Và wasurete ita koi no uta o torimodose. Và gì nhỉ? Và gọi là bật lại hay là làm sống lại hay là làm trở lại cái ca khúc tình yêu, cái mà đã bị lãng quên. Giống cái ý mà mình vừa mới nói ban đầu chưa? Đó là chủ đề của bài hát này, đó là gì nhỉ? Quay trở lại, làm cho quay trở lại cái cảm xúc tình yêu mà chúng ta vẫn thường lãng quên trong cuộc sống hàng ngày, vì đã yêu nhau lâu quá rồi chẳng hạn, đúng không nào? Tiếp theo nhá. Aozora ni kakurete iru te o nobashite mou ichido. Được nhỉ? Thì chúng ta sẽ hiểu là mou ichido, được nhỉ? Mou ichido, thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa làm gì nhỉ? Ok, chờ mình chút, mình sẽ viết nhá. Thêm một lần nữa, rồi. Mou ichido, thêm một lần nữa chúng ta vươn đôi tay ra. Vươn đôi tay ra để gì đấy? Để tìm kiếm cái gì đó mà nó đang ẩn giấu trong bầu trời xanh thẳm kia. Chúng ta có từ aozora ni kakurete iru, được nhỉ? Nanika aozora ni kakurete iru mono ga arimasu kara te o nobashite kudasai. Được chưa nhỉ? Nó sẽ có ý nghĩa như vậy nhá. Như kiểu là cái tình yêu của chúng ta nó bị ẩn giấu trên bầu trời xanh kia kìa, chúng ta hãy giơ tay của mình ra đón hay tìm kiếm lấy nó một lần nữa. Ý kiểu như vậy, đúng nào? Tiếp theo này, wasurenai de sugu soba ni boku ga itsu boku ga iru itsu no hi mo, được nhỉ? Và chúng ta liền luôn cả câu đằng sau nhá. Chữ này là gì nhỉ? Hoshizora o nagamete iru hitori kiri no yoake mo. Chúng ta có từ này, yoake. Yoake là gì nhỉ? Là những sớm tinh mơ, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ hiểu nhá. Itsu no hi mo, yoake mo sẽ là cả những ngày thế này,
hay là mỗi ngày đúng không? It's no himo là mỗi ngày, hàng ngày. Bây giờ hay là đằng sau một bề nữa là cả những sớm tinh mơ, những sớm mà chỉ có mình em hay mình anh đúng không nào? Mình anh đang ngắm bầu trời đầy sao. Thế thì chúng ta hiểu đến cái đoạn sau rồi, bây giờ nhìn câu đằng trước nhá. Wasurenai de. Đấy nhỉ? Wasurenai de. Đừng quên nhá. Đừng quên cái điều gì? Cái điều rằng là sugu soba ni boku ga iru, là anh lúc nào cũng luôn luôn ở bên cạnh em đấy, đúng nhỉ? Ở bên cạnh mỗi ngày, kể cả những sớm tinh mơ khi mà em gì nhỉ? Khi mà em đang một mình ngắm bầu trời đầy sao kia. Được chưa nhỉ? Hoshizora, được nhá. Hoshizora o nagamete iru. Chúng ta cái từ nagame iru là ngắm nhìn, được chưa nhỉ? Ngắm nhìn. Tiếp theo nhá. Tatta hitotsu no kokoro. Tatta hitotsu no kokoro là chúng ta chỉ mỗi người chúng ta chỉ có một trái tim thôi, được chưa nhỉ? Kanashimi ni kurenai de. Chúng ta có cụm từ là kanashimi ni kurenai là đừng có chìm chậm đau khổ làm cái gì, vì mỗi người chỉ có một tình một trái tim thôi nhá. Tiếp theo này, kimi no tame iki nante harukaze ni kaete yaru là gì nhỉ? Anh sẽ gọi là sẽ đổi, đúng không nhỉ? Sẽ đổi cái hay sẽ biến cái gì nhỉ? Tameki. Mọi người biết từ tameki là gì không? Tameki là tiếng thở dài của em đấy nhỉ? Kimi no tameki nante. Anh sẽ biến tiếng thở dài của em trở thành gì nhỉ? Trở thành ngọn gió hay trở thành cơn gió mùa xuân. Cái cơn gió mùa xuân này nó mang ý nghĩa là tượng hình mọi người ạ, là biểu trưng cho cái tình yêu đấy. Anh sẽ biến cái tiếng thở dài của em trở thành cái ngọn gió mùa xuân, hay là trở thành những cái mà mang tính chất là tình yêu, những cái mà gợi cái vẻ, cái từ happy đúng không nhỉ? Cái cảm xúc hạnh phúc nhá, hạnh phúc. Tiếp theo này, hi no ataru sakamichi o jitensha de kakenoboru gì nhỉ? Kimi to nakushita omoide nosete yuku yo. Được chưa? Cái từ này yuku, được nhỉ? Yuku yo. Chúng ta sẽ đọc là yuku, không phải đọc là iku bình thường nhá. Là gì nhỉ? Cái từ kakenoboru là gì nhỉ? Mình phóng chiếc xe đạp đúng không nhỉ? Gọi là phóng rất nhanh trên chiếc xe đạp đấy. Đó đúng không nào? Anh sẽ phóng rất là nhanh trên chiếc xe đạp lên gì nhỉ? Lên sakamichi, lên cái ngọn đồi, lên cái đường lên đồi đúng không nào? Cái ngọn đồi mà hi no ataru là ngọn đồi ngập tràn ánh nắng. Một vài hát các bạn thấy hình ảnh của nó cực kỳ là gì đây nhỉ? Cực kỳ là maemuki, cực kỳ là tươi sáng đúng không nào? Và gì nhỉ? Và anh sẽ chở theo cả nosete yuku. Anh sẽ chở theo cả cái gì? Chở theo cả cái gì nhỉ? Anh sẽ cùng với em đi. Kimi to ne. Anh sẽ cùng với em chở theo cả những cái ký ức mà đã bị lãng quên, đã bị đánh mất. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Tức là chúng ta sẽ cùng nhau dạo quanh cái ngọn đồi trong ánh nắng mùa xuân đấy, và gì nhỉ? Anh cùng em sẽ gì nhỉ? Sẽ gọi là chở theo cả hay là nhớ lại cả những cái ký ức mà chúng ta đã vô tình đánh mất. Ví dụ như tình yêu thở ban đầu mới quen đúng không nào? Bây giờ hàng ngày nhìn thấy nhau chán hẳn quá, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhớ lại những cái cảm xúc ban đầu, những cái tình yêu mà những cái ký ức đẹp đẽ mà chúng ta đã vô tình đánh mất đấy. Tiếp theo nhá. Ra 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 kuchizu samu. Cái chữ từ kuchizu samu này là gì nhỉ? Hát thầm mọi người ạ. Hát thầm gì? Hát thầm la 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 la. Ok. Tiếp theo nhá. Kuchibiru o somete yoku. Thì cái từ bình thường chúng ta có từ someru là nhuộm đúng nào? Nhuộm thì nhưng mà chỗ này mà mình nói là gì nhỉ? Kuchibiru o someru là gì nhỉ? Mình nhuộm cái đôi môi đúng nào? Nhưng mà cả một cái cụm này nó mang ý nghĩa là gì nhỉ? Trên bờ môi của chúng ta sẽ cất vang tiếng hát và ngập tràn những cái hạnh phúc nhá. Nhuộm đầy những cái cảm xúc hạnh phúc đấy. Ý nghĩa là như vậy. Được chưa nhá? Ok, tiếp theo này. Kimi to mitsuketa shiawase hana no you ni. Cái cụm này sẽ ngược lại một chút, được nhỉ? Cái hạnh phúc mà mitsuketa, cái hạnh phúc mà anh đã tìm được thấy cùng với em đấy, tức là chúng ta leo lên ngọn đồi, chúng ta bắt đầu đi tìm những hạnh phúc, những cái ký ức lãng quên đúng không nào? Cái mà hạnh phúc mà anh tìm được cùng với em đấy thì nó đẹp giống như là một bông hoa vậy. Hana no you da, ne, hana no you ni. Ok chưa? Các bạn thấy thế nào? Ok, và chúng ta chuyển tiếp sang lời số 2 nhá. Lời số 2 thì nó sẽ không có nhiều thay đổi đâu mọi người ạ. Không có nhiều thay đổi về mặt ý nghĩa so với lời số 1 đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tiếp nhé. Nó chỉ có khác một vài chỗ thôi. Được chưa nhỉ? Wasurete ita mado akete. Hãy gì nhỉ? À tức là
Hashiri Dase Koi no Uta. Được chưa nhỉ? Chỗ này sẽ là bây giờ sẽ là mở đôi cánh cửa ra. Mở đôi cánh cửa ra và chúng ta lại cất vang cái bài hát gì nhỉ? Mở lại cái bài hát gì nhỉ? Cái bài hát tình yêu mà đã bị lãng quên đấy. Nó chỉ khác một chút. Cái đoạn trên là gì nhỉ? Chúng ta nhắm mắt, còn bây giờ chúng ta mở cánh cửa sổ ra, đúng không? Tiếp theo nhá. Aozora ni takushite iru te o kazashite mou ichido. Mọi người biết cái từ cụm từ theo kazasu là gì không nhỉ? Học được luôn cả kiến thức để mà đi thi GPT chẳng hạn, đúng nào? Theo kazasu là chúng ta dang đôi tay ra che như thế này. Các bạn nào ví dụ trời nắng, đúng nào? Ánh nắng chói mắt của chúng ta. Đây này, đấy, che ánh nắng như thế này, đúng không? Hãy một lần đưa đôi tay dang đôi tay ra, đúng không nào? Và với lấy nhìn lấy những cái gì mà nó ẩn ở trong cái gì đấy, trong cái còn lại trong cái bầu trời xanh thẳm kia. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nhá. Wasurenai yo, sugu soba ni kimi ga iru itsu no hi mo. Tiếp theo này. Hoshizora ni kagayaite namida yureru ashita mo. Được nhá? Thì vẫn giống như vừa nãy, nhưng mà các bạn sẽ để ý một chút này. Vừa nãy là wasurenai đấy, là em đừng quên nhé. Thế bây giờ là gì nhỉ? Wasurenai yo, em không quên đâu, đúng nào? Không quên đâu. Không quên đâu rằng là không quên cái điều rằng là ngày nào cũng luôn có anh ở bên cạnh. Và ngay cả những cái gì nhỉ? Ngay cả khi ngày mai, khi mà gì đấy, namida yureru là những cái giọt nước mắt nó long lanh, khi mà em gì nhỉ? À, long lanh, nó lấp lánh như ánh sao trời kia, đúng không? Như kiểu là ngay cả những cái ngày mà em khóc đấy thì vẫn luôn luôn có anh bên cạnh, đúng nào? Tiếp theo này. Tata hitotsu no kotoba kono mune ni dake shimete. Tiếp theo này, kimi no tame boku wa ima haru kaze ni fukarete iru. Là gì nhỉ? Fukarete iru là gì nhỉ? Và chỉ một từ thôi gì đấy, chỉ một từ thôi thì anh vẫn luôn gì nhỉ? Vẫn luôn gì đấy, luôn giữ chặt trong trái tim của mình. Kono mune ni dake shimete. Rằng làm sao đấy? Rằng là vì gì nhỉ? Vì em mà anh gì nhỉ? Anh bây giờ đã được cuốn theo ngọn gió xuân ấy. Các bạn hiểu chưa? Vừa nãy là anh sẽ gọi là trở thành làn gió xuân, đúng không nào? Bây giờ vì có em nên là anh đã được cuốn theo làn gió xuân ấy, như kiểu là trong cái cảm xúc của tình yêu ấy. Vì có em nên là gì nhỉ? Nên là anh cũng được ngập tràn trong cảm xúc của tình yêu. Ý cái nghĩa bóng của nó như vậy nhá. Tiếp theo này. Hinoataru sakamichi o jidensha de kakenoboru kimi to chikata yakusoku nosete yuku yo. Câu này là gì đấy nhỉ? Cái từ chikaru là gì nhỉ? Thề hẹn, đúng nào? Ok, tiếp theo ngoài ra không có cái từ gì khác cả. Bây giờ gì nhỉ? Chúng ta sẽ cùng phóng trên con xe đạp lên gì nhỉ? Lên ngọn đồi mà ngập tràn ánh nắng. Và gì nhỉ? Và anh sẽ lại cùng với em trở theo cái lời hứa mà chúng ta cũng đã cùng nhau hẹn thề với nhau. Tức là chúng ta sẽ hướng về tương lai. Vừa nãy là chúng ta tìm lại những cái cảm xúc, những cái ký ức trong quá khứ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng về tương lai, mang theo những cái lời hứa đã hứa cùng nhau như vậy. Được chưa nào? Tiếp theo này. Ra 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 ra, kuchi zusamu, kuchibiru o somete yuku. Kimi to deyaeta shiawaze inoru you ni. Đoạn này giống đoạn trước rồi, đúng nào? Gì đấy, bờ môi hát thì thầm la 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 và ngập tràn hạnh phúc, đúng nào? Và cái niềm hạnh phúc mà anh đã gặp được em đấy thì nó giống như những gì mà anh đã nguyện cầu, đúng nào? Tiếp theo này. Hino ataru, đằng sau giống thế, đúng nào? Ở đằng sau không có gì khác cả. Được chưa? Thế thì tổng quan lại, các bạn thấy bài hát này là một bài hát nói chung là về tình yêu, và tức là gì nhỉ? Chúng ta tìm lại những cảm xúc thật là tươi sáng, thật là đẹp đẽ trong cuộc sống, tưởng như là, không phải tưởng như là, cuộc sống mà chúng ta vẫn thường vốn quá quen thuộc rồi, đúng nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần học hát bài này nhá. Bài hát này là mặc dù là cái giai điệu chúng ta nghe qua có thể là hơi nhanh một chút, thế nhưng mà mình tin chắc rằng là nếu như các bạn hiểu qua nghĩa của bài hát như này và chúng ta hình dung ở trong đầu hát từng câu một thì cực kỳ là dễ hát luôn. Và các bạn nhớ phải hát được. Nếu mà hát được thì xong rồi nhớ phải ghi âm, xong rồi gửi về cho bọn mình để nghe nhá. Hãy và chúng ta sẽ cùng nhau học hát bài này nhá. Ok, rồi, hát từng câu một nhá. Hai, Wasurete ita me o tojite
Todori à, torimodose koi no uta. Được chưa? Các bạn nhá. Wasurete ita me o tojite torimodose koi no uta. Cái từ mà torimodose koi koi đúng nào? Koi no uta. Tiếp theo này. Mình hát thì cái giọng này nó lại cao đúng không? Muốn hát thử câu sau xem. Koi no uta. Ok. Ao zora ni kakurete iru. Từng ngâm một đúng nào? Ao zora ni kakurete iru. Te o nobashite mo ichido. Được chưa? Các bạn cùng nhau hát hai câu đầu nhá. Wasurete ita me o tojite torimodose koi no uta aozora ni kakurete iru te o nobashite mo ichido. Ok, tiếp theo nha. Đằng sau nhạc giống này. Sugu soba ni boku ga iru itsu no hi mo. Các bạn thấy từng âm một đúng không? Wasurenai de sugu soba ni. Được chưa? Wasurenai de sugu soba ni. Với bạn nào mà có thể chưa học nhưng mà các bạn đã nghe được bài hát, xem được clip này của mình, các bạn có thể đọc ở dưới bên này đúng không nào? Đọc dưới ở chỗ mà Romaji mình phiên âm vào rồi. Wasurenai de. Được chưa? Wasurenai de. Được chưa? Wasurenai de sugu soba ni. Được chưa? Các bạn cứ hát từng âm một đúng không nào? Boku ga iru itsu no hi mo. Được chưa? Ok, tiếp theo này. Ngamete iru hitokiri no mo. Tiếp theo. Hoshi zora o nagamete iru hitokiri ni hitori kiri no yoake mo. Được chưa? Hoshi zora o nagamete iru hoshi zora o nagamete iru hitori kiri no yoake mo. Được chưa nhỉ? Tiếp theo nhá. Hitori kiri no yoake mo. Kanashimi ni kurenai de. Được chưa? Tatta hitotsu. Tatta. Tatta hitotsu no kokoro. Kanashimi ni kurenai de. Từng âm một đúng nào? Kanashimi ni kurenai de. Tiếp theo. Kimi no tane. Iki nante. Haru kaze ni kaete yaru. Được chưa? Kimi no tame iki nante. Cái chỗ này các bạn hay bị hát là gì nhỉ? Nante luôn rồi. Nante thì sẽ ra được cái điệu của nó đúng không nào? Kimi no tame iki nante haru kaze ni kaete yaru. Yeah! Tiếp theo nha. À, hát từ đầu đi. Hát từ đầu bởi vì là đoạn sau bắt đầu điệp khúc đúng không nào? Rồi, hát lại nhá. Tojite torimodose koi no uta aozora ni kakurete iru te o nobashite mo ichido wasurenai de sugu soba ni boku ga iru itsu no hi mo hoshidora o nagamete iru hitori kiri no uake mo tatta hitotsu no kokoro kanashimi ni kurenai de kimi no tame iki nante haru kaze ni kaete yaru sakamichi o jitensha de kake noboru hi no ataru sakamichi o hi no ataru sakamichi o jitensha de kake noboru. Được chưa? Jitensha de. Jitensha de. Được chưa? Jitensha de kake noboru. Được chưa? Kushita omoide nosete yuku yo. Được chưa? Kimi to nakushita omoide nosete yuku yo. Được chưa nhỉ? Đặt cả câu trước nhá.
Hinoataru sakamichi o jitensha de kakke noboru. Kimi to nakushita omoide nosete yuku yo. Được chưa? Da 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 da. Các bạn hát cùng mình luôn nhé. Da 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 da. Kuchi zusamu kuchibiru o somete yuku. Được chưa? Da 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 da. 5 cái la la đúng không ạ? La 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 la. Kuchi zusamu kuchibiru o somete yuku. Được chưa? Câu cuối cùng này. Kimi to mitsuketa shiawase hana no yoni. Được chưa? Kimi to mitsuketa shiawase hana no yoni. Chỗ này trường âm đúng nào, chúng ta hát dài là yoni. Được chưa? Tiếp theo nhá. No yoni. Đoạn sau thì nhạc giống đoạn trước. Mado akete hashiri dase koi no uta aozoe shite iru te o kazashite mo ichido. Ở sau thì nhạc giống nên chúng ta sẽ hát dài hơn một chút nhá. Wasurete ita mado akete hashiri mo hashiri dase koi no uta. Tiếp theo này. Aozora ni taku shite iru te o kazashite mo ichido. Tiếp theo nè. Wasurenai yo sugu soba ni kimi ga iru itsu no hi mo kagayaite iru namide ireru ashita mo. Rồi, chỗ này mình sẽ hát cùng các bạn nhé. Wasurenai yo. Vừa nãy là wasurenai de. Wasurenai yo sugu soba ni kimi ga iru itsu no hi mo. Tiếp theo nha. Hoshizora ni kagayaiteru. Kagayaiteru ですね. Hoshizora ni kagayaiteru. Từng âm một. Kagayaiteru. Namida yureru ashita mo. Ok, tiếp theo nha. Tata hitotsu no kotoba kanashime. Hát sai. Rồi. Boku wa ima haru kaze ni ka. Đáng phiêu thì bị hát nhầm đúng nè. Hay. Rồi. Tata hitotsu no kotoba kono mune kono mune ni dakishimete. Tata hitotsu no kotoba kono mune ni dakishimete. Kimi no tame boku wa ima haru kaze ni fukarete ru. Phiêu quá. Tiếp theo nhá. Sakamichi o jitensha de kakke noboru kimi to tsunatta yakusoku nosete yuku yo la 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 kuchi zusamu kuchibiru o somete yuku kimi to deaeta. Cả một đoạn điệp khúc đúng nào, mình sẽ hát lại cho các bạn cùng nghe nhé. Ok. Bữa đoạn này đúng không? Hino ataru sakamichi o jitensha de kakke noboru. Được chưa? Kimi to chikatta yakusoku nosete yuku yo. Được chưa? Ok, giống đoạn trước đúng không nào? Ra 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 kuchi zusamu kuchibiru o somete yuku. Tiếp theo nhá. Kimi to deaeta shiawase inoru yoni. Rồi, đoạn sau thì còn một chút xíu nữa sẽ là một đoạn điệp khúc giống đoạn này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tận dụng thời gian và chúng ta sẽ quay trở lại hát cùng nhau cả bài này từ đầu đến cuối nhá. Được chưa nhở? Và không biết là có ai hát được chưa nhở? Chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại giai điệu bài này và hát cùng nhau luôn nhá.
Thực ra mỗi lần nghe bài này mình cảm giác lúc nào người cũng chỉ muốn nhún nhảy theo ấy, thế nên là các bạn cũng thử xem như thế nào nhé. Hay rồi. Không có mic ở đây nha. Rồi, các bạn nghe nhạc nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like cho mình nhé. Và chúng ta nghe nốt mấy câu cuối này. あと5分。Vẫn chưa hết. Ok. Rồi, hy vọng là với bài hát này thì các bạn sẽ có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống mỗi khi mà chán nản hay cần thêm một chút động lực nhá. Và nếu các bạn thấy clip này của mình hay thì các bạn nhớ ấn like và share clip này cho mình nhá. Bye bye mọi người. Bye bye. Yeah. Bye, bye.